Bữa nay con làm gì? Xương sọ. Con này được gọi theo cái tên là cu lao à. Cu lao à? Ủa, nó có hai cái tay, nó không có chân à? Gọi hai tay phía trước là một cái đuôi, lại thêm cái đầu hộp sọ đây, mát cục cục sống nó, lại Đó. đây cái lưỡi dạ nó, với lại con này có một chút nhầy đã xếp trong miệng. Đẹp quá Con này ở đảo Đào Lâu, phần hai của ha. Thủy Thành Kim Công. tác giả.